Hôm nay cho Phương Vi, Phương Nhi với anh Lê Minh Tú đi khám phá một trung tâm giải trí mới thành lập ở trung tâm thành phố Nam Định. Anh cảm ơn em nhé, quên mất đấy, hóng hớt mải quay phim. Các con cứ chơi thoải mái đi nhá. Nói chung ở đây chỉ có khoảng 10 trò thôi, không nhiều lắm. Nhưng mà được cái là các trò chơi đa dạng và mới lạ hơn các cái trung tâm vui chơi giải trí khác, cho nên đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của các bé, đặc biệt là những cái bé đang ở lứa tuổi tiểu học. Đấy, rất nhiều những trò chơi. Đây là khu vực trò chơi game thùng. Đấy, mấy bé trẻ con rất là thích cái trò chơi này. Game thùng chúng ta phải mua sàng mới chơi được. Đây là trò chơi xếp Lego này. Các bé tiểu học rất là thích môn này. Đây là gắp thú bông này. Còn đây là trò nhặt bim bim. Nên trò này thì giá khá là cao. Mỗi cháu là 100.000 một lượt. Đấy, 100.000 một lượt ra. Lấy thoải mái. Đấy. Đây trò ném bóng rổ này. Đu quay. Còn kia là ngôi nhà ma trận. Đấy, ok con. Còn đây là khu đọc sách cho các bé. Vì cắm xu vào con, cắm xu vào chơi con. Hả? Có chơi không? Hỏi hỏi bác, em ơi, cái trận đập chuột này có lấy xu được không em? À hỏng rồi con ạ. Con chơi khỏi gì con bảo đi, con chơi đi. Gắp thú bông không? Bao nhiêu xu con bảo bao nhiêu xu?